Dạ xin chào cả nhà. Hiện tại thì ba anh em Thí Lê với lại cậu Dũng là đang có ở Phan Rang để đi cứu một cái bé chó mà được một cái cô cậu gọi điện trong đêm đó cả nhà. Thì hiện tại bây giờ đang ở Phan Rang, nghỉ ngơi một xíu, đặng một tí xíu nữa là mới về. Đi là từ hồi 1 giờ tối ngày hôm qua rồi. Bây giờ là chiều rồi cả nhà. Đó, thì trong cái lúc mà trên đường đi về á thì em có nhận được một cái cuộc điện thoại của một chị. Rồi đêm đó là qua cái kênh anh Siêu Nhân coi, nói là em ăn chặn tiền của Mạnh Thường Quân. Đó là cái thứ nhất. Rồi hôm nay em sẽ nói về cái vấn đề mà em ăn chặn cái tiền Mạnh Thường Quân mà của cái chị. Cái chị gì coi lại coi. Chị tên gì? Chị Ngọc Hoa. Đó cả nhà, của chị Ngọc Hoa á. Thì chị Ngọc Hoa, em xin lỗi chị Ngọc Hồ. Chị Ngọc Hồ có nói với em á là em ăn chặn tiền Mạnh Thường Quân. Nhưng mà khi mà trên YouTube á thì chị Ngọc Hồ thì chị lại sử dụng cái gì không biết nữa, cái tên khác đi em không biết. Rồi bình luận tên anh Siêu Nhân. Đó, nói là Di Còi á là ăn, nói chung là Di Còi là ăn chặn tiền Mạnh Thường Quân nè, gửi tiền về. Rồi nói Di Còi thì mình rành 8 cầu vòng. Trời ơi xin lỗi chị chưa gặp em bao giờ luôn. Cái thứ nhất. Rồi trước lúc New Year mình có chuyển tiền cho Di giúp hai trường hợp. Là hai trường hợp này là trường hợp chú chó đen mà thích mặc đồ con gái cả nhà, với lại bé Milu. Đó là trước Tết nha cả nhà. Từ em sẽ cho cả nhà xem luôn. Rồi Di Còi nói láo là Tết em về quê, chị đợi qua Tết em về lại rồi chuyển giúp chị. Nhưng thật ra nó không về quê mà ở lại Sài Gòn, quay clip cho máy ấm Thí Lê. Gần một tháng sau mình không thấy, nghe cả nhà, gần một tháng sau mình không thấy nó quay clip của hai trường hợp nên mình gọi cho là em trao tiền chưa. Thì Di Còi nói là không gặp hai trường hợp đó, tiền thì giữ của mình mà không nói năng gì cho mình hết. Nếu mình không hỏi thì mất luôn. Cuối cùng bắt buộc Di phải chuyển tiền cho máy ấm khác. Thì cái máy ấm khác là chị kêu em chuyển tiền là chuyển tiền cho máy ấm Nhân Tâm. Rồi em sẽ nói chị nghe ha. Cái điều thứ nhất là chị nói sai hoàn toàn sự thật. Là cái chị nói là chị chuyển tiền cho em rồi gần một tháng em không di chuyển cho người ta. Đó, chị nhớ nha. Rồi em sẽ cho cái tin nhắn của chị với em. Trời, em làm việc đâu là sẽ có đó hết chị. Tự nhiên nói mình ăn chặn tiền mình tức lắm. Đây, chị Ngọc Hồ, Facebook ảo luôn ha, của chị đúng không? Nè, gửi giùm nè Milo của Úc là mỗi người 50 đô nè. Đó, gửi hình đúng không? Mà hình này em chụp lại hết. Tại vì chị này á là đã chặn cái Facebook của em rồi. Rồi tiếp tục nè. Đó em mới dạ, em cảm ơn chị. Khi nào chị gửi thì chị báo em. Đó thì chị mới kêu em là gửi cho bé Milu với cô Út là 50 đô. Với lại cái bé bé này là cái bé cả nhà xem, là cái bé đen mà thích mặt đầm á, là 50 đô nữa, là 100 đô. Này cả nhà. Chị em cho chị PayPal của em. Đó em rất là sẵn sàng cho PayPal. Và cả nhà nhớ nha, này qua Tết em mới đi gửi được nha chị. Đó chị ok. Ok cảm ơn em rồi còn cầu nguyện nữa nè. Đó giờ em đang ở quê. Thì cái ngày này là cái ngày em đang ở dưới quê nha. Cả nhà xem nè, đây là ngày 10 tháng 2. Là em ở dưới quê, là ngày này là ngày chị chưa có chuyển tiền cho em nha chị. Là ngày Tết. Ngày Tết sum họp gia đình nha chị. Chị không có gia đình hả? Chị không có sum họp gia đình hay sao? Hay là chị qua nước ngoài rồi á là chị quên gia đình luôn. Riêng em á là Tết năm nay em phải về hết. Em không về ít thì em cũng phải về được 3 ngày Tết để với ông bà với cha mẹ em đốt nhang. Đó nè, chị còn nói nè, không sao. Vì chị ở Cali nên dịch cuối nên dịch cũng đủ nên chị ngại ra đường. Ngày mai chị đi chuyển cho em. Đó ngày mai nha, là ngày 10 tháng 2. Đó em vẫn cảm ơn đàng hoàng. Nó cũ ít lòng nhiều. Ngày mai mà tới ngày 15 tháng 2 lận nha. Đó thấy chị nói, chị nói vậy mà chị nghe được cái chị lớn mà chị kỳ quá. Nè, PayPal qua 100 đô rồi nha em. Cho Milu mỗi người, Milu với cô kia mỗi người 50 đô. Rồi, ở cái phần PayPal này cả nhà nếu mà
ai biết sử dụng Paypal thì sẽ biết. Khi mình chuyển Paypal thì mình tài khoản Paypal bên đó sẽ chuyển qua tài khoản Paypal bên em, và sau đó em mới nhận được tiền từ khi mà Paypal chuyển về ngân hàng của em, rồi ngân hàng mới chuyển tiền cho em. Thì cái khoảng thời gian mà nó phải xử lý từ Paypal của chị Ngọc Hồ qua Paypal của em đến khi ngân hàng của em là dao động từ 4 ngày cho đến 1 tuần, trừ thứ bảy chủ nhật thì có khi là phải 2 tuần. Đó thì cả nhà ai xài Paypal đều biết. Và sẵn đây nếu mà chị không biết luôn á, chị có thể hỏi anh Trọng Cà Mau. Tại vì anh Trọng Cà Mau có một người gửi anh Trọng Cà Mau Paypal tới 1 tháng anh Trọng mới nhận được nha chị. Nếu mà chị không biết thì chị hỏi anh Trọng nha. 1 tháng mới nhận được á, còn em nhận nhanh á. Em nhận khoảng hơn 1 tuần là em đã nhận được cho chị rồi. Đó. Còn cái này nè, em nhắn nè, em nhận được rồi, tức nghĩa là Paypal nó báo là ừ, đã có chị Ngọc Hồ chuyển cho em, nhưng mà nó tiền nó chưa có về nha cả nhà. Phải từ 4 ngày đến 1 tuần trừ thứ bảy chủ nhật thì nó mới về tài khoản. Đó, thì em vẫn nói là em đang dưới quê. Nếu cả nhà ai xem Facebook của em á thì sẽ biết cái ngày đó em chở hai đứa con em về quê và em bị té xe. Ok chị nha, em vẫn đăng Facebook luôn nha chị. Đó, thì em về 3 ngày Tết xong em lên em chữa bệnh cho con của em. Ok chị nha, em thương con em lắm, em không bỏ nó được nha chị. Rồi, chúc năm mới luôn, cái lời chúc này em biết thiệt hay là xạo nữa, buồn quá. Đó, gửi rất là nhiều nha chị. Đó nè, ở đâu kiếm cũng gửi cho em. Đó, rồi những tin nhắn em vẫn còn nguyên mà chơi gì kỳ quá, sao chặn em. Đó, em còn nói là để em tìm chú thử nữa. Đó nha chị, rồi xong rồi cái ngày mà em nhận nè. Tiếp theo là cái ngày em nhận nè. Tiếp theo là cái ngày em nhận được tiền nè chị. Là có nghĩa là cái tiền này em nhận được á, là nghĩa là nó đã qua Paypal của em rồi đó. Là ngày 19 tháng 2 nè. Em phải mất tới từ 4 đến 7 ngày, 4 đến 7 ngày trừ ngày thứ bảy chủ nhật để em cái tiền đó ngân hàng nó chuyển về cho em. Nhưng mà chị ơi, Tết nhất chị ơi, ngân hàng nào làm việc cho chị? Nó ngân hàng nào làm việc cho chị là cái một điều thứ nhất. Ở Việt Nam Tết người ta phải nghỉ chứ chị. Ngân hàng nào làm việc? Đó, em vẫn tin nhắn vẫn còn hết nha cả nhà, không có thiếu cái gì hết. Rồi kia còn kêu kết bạn Facebook nữa. Đó, hỏi thăm. Rồi, cái ngày đây là ngày ngày 19 tháng 2 ha. Ngày 19 tháng 2 là em báo nhận tiền, nghĩa là Paypal qua em rồi mà em chưa nhận được tiền vô tài khoản của em. Thì làm sao em đi trao cho chị? Rồi, ngày 19 tháng 2 cho tới ngày 3 tháng 3 là bao nhiêu ngày chị Ngọc Hồ ơi? Bao nhiêu ngày chị? Em tính cho chị từ cái ngày mà chị gửi tiền cho em tới ngày hôm nay luôn á. Đó, tính cho ngày mà chị nhắn tin cho em nè, là tới ngày 3 tháng 3 nè, tính cho tới ngày gì? Cái ngày mà chị gửi tiền cho em đó, ngày 15 á. 15 tháng 2 cho tới ngày 13 tháng 3 là bao nhiêu ngày? Chị đếm giùm em nha. Rồi những ai mà xem clip sẽ đếm giùm em biết giúp em. Đó. Thì những cô chú này là những cô chú vô gia cư. Đặc biệt là cái bé đen á, là em không có số điện thoại. Thứ nhất, em quay bé đen là vì em tình cờ em gặp và cô không có xài điện thoại. Bé Milu em cũng vậy, bé Milu là em biết từ qua anh Trọng Cà Mau. Đó. Và em cũng đi chung với anh Trọng dẫn em đi ha chị nha. Đó, thì Tết nhất thì người ta cũng phải về quê nha chị. Nè, hết pin luôn ha. Mà phải ráng em phải quay clip này xong tại em tức lắm, nhưng nó em ăn chặn tiền Mạnh Thường Quân. Rồi cái ngày chị gửi tiền cho em là ngày 15 tháng 2 với ngày 19 tháng 2 ha. Cả nhà nhớ nha, 15 tháng 2 và 19 tháng 2 là cái ngày Tết Nguyên Đán. Có ai mà Tết Nguyên Đán mà nè. 15 tháng 2. Nói mà tức mà muốn khóc luôn á. 15 tháng 2 nè. Đó, thấy không? Em về mùng 1, mùng 3 là về thăm ông bà, mùng 5, 15 tháng 2 là ngày mùng 4 Tết. Cho ngày 19 Tết luôn á là ngày mùng 8. Đó, thì cho dù ngân hàng ở Việt Nam á là ngày mùng 6 người ta mới làm việc. Rồi ta phải vô để xét việc này kia ta mới chuyển tiền cho em. Mà chị nói em á là một tháng không gửi tiền. Rồi chưa nữa. Xong rồi chị kêu em á, thôi em không chuyển, em không cần chuyển nữa đâu. Em chuyển qua máy ấm nhân tâm giúp cho chị đi. Chị nhớ không? Mà có khi nào mà em chị nói em ăn chặn tiền của chị á. Rồi có lúc mà chị kêu em chuyển tiền cho máy ấm nhân tâm á, em có nói chị ơi em giữ tiền hay làm gì không? Nè, em không cần gửi nữa đâu, vậy em giúp chị đem
100 đô qua giao cho máy ấm nhân tâm của Tâm Nguyễn. Nói em mới nói là của Tâm em chuyển khoản được không chị, để chút nữa chị gọi cho Tâm rồi em giúp chị giao nha. Đó em nói là chứ lên đó xa quá, rồi em lên đó xa quá em không có vào được, em không có đi đâu. Lần trước em cho tiền Tâm em cũng đứng ở ngoài đó, em chạy xe một mình lên đó hơn cả tiếng mấy đồng hồ, thật sự rất xa cả nhà, lúc đó là Tết mà đó. Vậy nè chị đồng ý nha, rồi chị nói là vậy em gọi cho Tâm rồi chuyển khoản cho em ấy giùm chị đó, thấy chưa, em gọi cho Tâm đàng hoàng rồi em chuyển khoản em cũng gửi luôn ha. 2 triệu mốt 100 đô của chị gửi qua PayPal, em chỉ nhận được có 2 triệu mốt 70 thôi, và em cũng đã chụp hình cho chị đó, cảm ơn em nữa. Ủa, sao kỳ vậy, sao chị cảm ơn em xong giờ chị chửi em nè, xong rồi chị nè, chị tin nhắn anh quay giúp em đi, cái tin nhắn mà em gửi cho Tâm á em vẫn chụp cho Tâm luôn. Trời, em làm việc đâu rõ ràng sổ sách, chứ không phải là nói bừa đâu chị. Tin nhắn hơi nhiều ha, chị thông cảm, mọi người cả nhà thông cảm giúp em ha. Đây nè, nè Tâm đó, lần nào em chuyển cho Tâm á nè, thấy không, số tài khoản của Tâm đúng rõ ràng luôn ha. Có cô bên Mỹ nè gửi cho Tâm, em cũng ghi nè, cô Nhi ở bên Mỹ nè đó, Tâm nhận được tiền không. Còn cái này của chị nè đó, lần này á là Tâm nhận, không biết nhận hay chưa em, là mà không có nhắn tin cho em. Nói chung là em không có quan tâm cái chuyện đó, em đã chuyển tiền rồi, bởi số tiền này chắc chắn 100% là đã qua Tâm, tại vì em xài ngân hàng là ngân hàng là của những cô chú gửi tiền về nước ngoài cho em đó, nên là cái tỷ lệ mà người ta chuyển á nhận rất là cao. Vậy chị ơi, chị Ngọc ơi, thứ nhất á em không biết chị lớn tuổi hơn em bao nhiêu, nhưng mà trước tiên em xin lỗi chị, là thứ nhất là em chưa bao giờ em xin tiền chị, cái thứ nhất ha chị ha. Cái số tiền đó là chị coi clip của em và chị tự trao tặng cho em, chị tự chủ động nhắn tin cho em chưa hề xin chị. Và cái em làm cái từ thiện này á là em làm từ hồi 1 năm về trước rồi, em đã đi giúp người chị ơi. Chị nếu mà chị có rảnh á, chị ghé lại chị coi những clip là chị sẽ biết em từng giúp những người á tới 30-40 triệu lận đó. Người ta em chỉ cần đăng một clip lên thôi là đã có 30-40 triệu gửi về cho những cái ông bà cụ nghèo khổ rồi, chị nhớ không đó. Rồi cái thứ hai nữa là từ đó giờ em lên em đi quay clip, em chưa bao giờ xin 1 đồng hay là 500 đồng tiền đi lại nè, tiền xe cộ nha chị, chưa bao giờ luôn. Chị có thể coi tất cả các clip của em, chưa bao giờ em xin tiền ai. Thôi chị cho em 100 đô đúng không, thôi chị cho em 20 đô em đổ xăng đi chị, tại đường xa quá em đổ xăng 20 đô. Không bao giờ có, chưa bao giờ xin tiền ai. Đó là cái thứ hai. Cái thứ ba nữa, chị là cái người chủ động nhắn tin cho em, chị là cái người đồng ý, chị kêu em chuyển khoản em đồng ý em chuyển khoản. Và cái điều mà chị nói á, chuyển tiền cho thằng Duy Còi 1 tháng á mà nó không giao là chị xạo. Em nói thẳng luôn, chị xạo, chị lớn mà chị nói chuyện xạo quá. Bây giờ cái những cái từ mà em nói xạo chị á, chị có thể chửi em mất dạy cũng được, nhưng mà chị chưa nuôi em ngày nào hết trơn á, mà chị nói em sao, chị đi riêu rao khắp mọi nơi. Em mới tức, em mới vô, em mới coi siêu nhân, cái em vô làm gì. Siêu nhân á, lúc nào clip siêu nhân tất cả các anh em của họ ai cũng coi hết, nên chị biết. Còn cái chuyện mà chị nói chị riêu rao xạo là sao, ăn tiền của chị đồng nào, em không có ăn tiền của chị đồng nào hết trơn á, chị nhớ không. Và những ai mà đã theo dõi em sẽ biết em từ đó giờ, khi em làm clip từ cứu người cho đến cứu vật, em chưa bao giờ em xin 50.000 hay là 10.000 em đổ xăng đó. Chị thấy không, em té xe em cũng im lặng luôn. Có nhiều cô chú điện thoại hoặc mạnh thương hỏi về, ủa sao bữa giờ con không đi quay clip, nói chọn con nói là con bị té xe à, con không đi quay clip được. Nói trời, sao con không nói cho mọi người biết để mọi người trong ngày nào cũng trong clip con ra hết. Thật sự á, cái chuyện là mình té xe là mình cái gì mình xui rủi, mình phải điều khiển này nè, 1 tháng rồi vẫn còn, 1 tháng vẫn còn đó. Và cái clip mà em đi ra chú Tuấn á là em vẫn bị té xe, nhưng mà em cũng dán, em cố gắng em ra để em thăm chú Tuấn. Tại vì chú Tuấn nói với em á là điện cho em không được, tại vì bữa giờ em bị té xe á nên là em không có đi được. Tại chú Tuấn muốn á là cho mọi người biết là cái số tiền mà cả nhà ủng hộ chú Tuấn để mà chú Tuấn làm chiếc xe á, là hôm nay là chú Tuấn đã làm được rồi, và nhờ chiếc xe đó mà cái cuộc sống của chú Tuấn ngày càng được tốt hơn đó.
thì em mong chị xem được cái clip này và chị phải suy nghĩ lại cái người sai là ai. Chị chuyển tiền cho em cái ngày em nhận tiền á, tới cái ngày mà chị kêu em chuyển tiền cho người khác là từ ngày 19 tới ngày 13, chưa được một tháng nữa. Thấy coi, 10 ngày, 13 ngày à chị, chưa được nửa tháng nữa mà chị nói em là một tháng ăn chặn tiền của chị là sao? Nếu mà chị về Việt Nam á, chị muốn gặp em lúc nào cũng được, số điện thoại em lúc nào cũng được. Còn tụi em á, cái cách mà tụi em đi cứu chó á, là tụi em cứu những cái con chó tàn tật, những con chó ghẻ, những con chó bị tàn phế, bị chủ đánh lập, bị bỏ rơi, giục ngoài đường, giục xó chợ đó, tụi em đi cứu. Còn những con chó mà có chủ á, thì em không bao giờ cứu. Nên là đừng có chuyện mà gọi điện thoại cho chó mày không cứu, mày chửi. Đó, các nhà thấy không? Dù một cú điện thoại thôi, là dù ở xa cả mấy, mấy anh em cũng đi hết. Đi là từ nhận cuộc gọi từ ngày 10 giờ tối ngày hôm qua. Ngày hôm nay á, là tối đúng 1 giờ đêm là phải đi xuống lúc ở dưới Phan Rang rồi. Đó, đang ở dưới biển rồi, bây giờ vẫn chưa về luôn. Đó. Mà cả nhà thấy mặc cái áo không? Cái áo này là cái áo nhóm nè. Đó. Cái áo này là cái số điện thoại luôn nè. Đó, đi để cho nhiều người biết á. Những cái người mà gian xảo á, người ta không bao giờ mà người ta để mà đưa cái lưng cho của mình nha, cho người khác mà vạch lưng hết trơn á. Nếu mà những cái người mà làm chuyện không tốt á thì không bao giờ mà in cái số điện thoại lên đây hết trơn á. Chỉ có những người mà thật sự yêu động vật. Còn những bạn nữa, những bạn comment vô cho bạn nói á, cái máy ấm Thúy Lê á là cái máy ấm xạo chuyên đi chuyên gia đi mua chó về để quay clip chứ không có cứu con nào hết. Bạn nói là cái ông chú ở bạn gần nhà anh Thúy Lê, bạn ơi kêu ông chú bạn qua đi, cái con chó nào mà con chó nào mà Thúy Lê mua mà không có hoàn cảnh rõ ràng mà để về quay clip mà để đưa lên mạng á, để xin tiền mạnh thường quân để gạt mọi người á, tôi cho bạn ông chú bạn 100 triệu. Còn nếu ông chú bạn không làm, không chứng minh được cái chuyện mà anh Thúy Lê mua chó để mà quay clip xạo dựng lên á, để mà dựng lên để mà gạt mọi người á, thì xin ông chú bạn qua hút phân tụi nhỏ một tuần giúp mình thôi. Hút phân một tuần nha, để cho bạn với ông chú bạn biết á, cái cảnh hút phân của tụi nhỏ là như thế nào, yêu thương tụi nó như thế nào. Tụi nó ỉa là phải hút, nhớ nhớ bạn nha. Còn riêng chị với cái chị em không nhớ tên luôn, Ngọc Hồ gì đúng không, chị Ngọc Hồ á, em xin lỗi chị một lần nữa, em xin lỗi chị. Chị chặn Facebook em mừng ghê luôn á. Nhờ chị vậy em mới biết cái con người của chị vậy luôn á. Trời ơi, mà em nói chị nghe nè, chị nói Tâm lý do gì không cho em vô. Em nói cho chị biết, Tâm là cái người đầu tiên mà em với lại anh Tình giúp cho Tâm. Tâm là cái máy ấm đầu tiên mà em với anh Tình quay lên cho tiền Tâm sửa chữa chạm, cho tiền sửa chữa cứu các chạm. Chị không coi những cái video đó thì chị đừng có nói nha chị. Còn nếu mà Tâm nói không có thì xin á, Tâm gọi điện thoại nè, nói chuyện với Di Còi với lại nói chuyện với anh Tình thử coi hồi đó giờ anh Tình với lại Di Còi giúp cho Tâm bao nhiêu tiền để mà Tâm có cái chạm như ngày hôm nay. Và cái tài khoản mà YouTube của Tâm luôn á là ai tạo cho, nhớ không? Nhớ Tâm nha, nhớ gì nha chị Ngọc Hồ, chị nhớ hỏi giùm Tâm nha. Cái tài khoản YouTube của Tâm á là cũng do anh Tình tạo. Để làm chi không? Để là sau này tụi em đi những cái trạm khác á thì Tâm có thể tự quay clip, tự đưa cái những cái hình ảnh của các bé của mình, đưa những cái hình ảnh mà Tâm đi cứu hộ để về đưa lên mạng để cho nhiều người biết đến cái trạm hơn. Đó là cái cách mà tụi em giúp trạm của Tâm khi mà đã giúp hết cái sức của mình rồi thì không thể nào giúp nữa. Chứ không lẽ bây giờ là lên cái quay clip xin tiền hoài, phải để cho Tâm tự quay clip, tự biết cái cách để mà giao lưu với khán giả. Đó là cái kênh YouTube mà chính anh Tình đã tạo cho Tâm. Còn cái camera Google luôn á, anh Tình tặng cho Tâm luôn á. Chị không biết đâu, chị đâu biết mấy chuyện đó. Nên là chị đừng có nghe một hướng nha chị nha. Còn chị chặn Facebook của em á, em cảm ơn chị rất là nhiều. Những cái người mà xấu như chị em không chơi nữa. Thật sự sau này chị đừng có gửi tiền cho em. Em chỉ nói chị nè, 2 triệu mốt của chị á, thật sự á, đối với chị nó lớn thiệt. Nhưng mà đối với dùng 2 triệu mốt đó mà mua danh dự của em, mà chị nói mà để em lấy 2 triệu mốt của chị á, chị muốn chơi tới đâu em kiện chị tới đó. Khi chị về Việt Nam chị muốn kiện em kiện, bằng chứng em có hết trơn à. Nha chị nha, chị đừng có đi vu khống người khác vậy. Ai đâu mà nhận tiền một tháng mà không trao. Từ ngày 19
chị chuyển tiền cho em ngày 19 tới ngày, chuyển tiền em ngày 15 chứ, tới ngày 19 em nhận được tiền. Rồi xong tới ngày 3 tây tháng 3 là bắt đầu mà nhắn tin hỏi em chuyển chưa. Xong rồi kia em chuyển cho Tâm, em chuyển liền mà. Chị có nhớ không? Em chuyển liền, em không do dự chút nào hết. Tại vì em không gặp được những người đó thì em phải chuyển liền nha chị nha. Còn bây giờ em xin chào tạm biệt cả nhà. Mong là cả nhà sẽ hiểu cho tụi em, chứ không có ai mà ăn chặn tiền Mạnh Thường Quân một đồng một cắc nào hết trơn á. Nếu mà đã ăn chặn á thì đã cứu những cái con bé mà tật bình thường về quay clip lên rồi, chứ ai đâu mà cứu những con chó ghẻ về làm gì, con chó tật nguyền về về làm gì. Về con chó mà nó bị què, nó lết đấy, nó ỉ, nó đái, nó chay chỗ thì cũng phải hốt thôi, chi làm chi cực vậy. Chỉ có những người yêu thương ta mới làm được vậy thôi nha chị. Đó thì em cũng xin kết thúc cái video tại đây nha cả nhà, để bây giờ là chuẩn bị về nữa. Tại vì cái sức khỏe của cái bé Đô La hiện tại bây giờ rất là chưa có, gọi là chưa có thể mà quyết định được cái gì hết trơn á. Sức khỏe của bé là rất là nguy hiểm nên là phải tranh thủ về sớm. Còn bây giờ em xin cái clip này em xin gửi đến cho chị Ngọc Hồ. Cảm ơn chị đã xem video này. Chào tạm biệt cả nhà.